và nhà đây Avisa nhà sao các vị nhà đây Avisa và nhà đây chúng tôi chúng ta đây đất mà đất mà chúng ta khai thác đi ai bán ai ai từ chúng tôi ở nhà này thì hai cái miếng này không thì sẽ là nhà hàng mà ba thế सीखने में तो बहुत अच्छा लगता है सबके लिए मेहमान आते हैं सब वैसे